Sau khi sinh, phụ nữ thường gặp phải rất nhiều các vấn đề từ sức khỏe cho tới tâm sinh lý, quan hệ tình dục đau rát hay đôi khi chỉ còn là nghĩa vụ do cô bé bị rộng và xấu xí hơn cũng là một chuyện khó nói trong số đó. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc gia đình. Vì vậy, chị em cần hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ đâu và bằng cách nào có thể thắp lại lửa yêu một cách nhanh và hiệu quả nhất. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia bác sĩ Đỗ Thị Phương Nhung. Có hai cái cơ quan bộ phận mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình sinh đẻ của người phụ nữ, đó là tử cung và âm đạo. Như chúng ta biết rằng là theo cái quá trình lão hóa ấy, thì cái tử cung cũng sẽ giảm cái khối lượng cơ đi, cũng như là âm đạo ấy cũng sẽ giảm tất cả những cái mô liên kết. Và người phụ nữ trong cái quá trình mang thai thì chúng ta thấy rằng là cái tử cung nó sẽ giãn rất là lớn. Đối với những người phụ nữ nào mà sinh thường ấy thì thậm chí trong cái quá trình sinh con âm đạo có thể giãn tới gấp 10 lần. Và để sinh ra được những cái em bé mà xinh xắn như vậy thì những người phụ nữ như chúng ta thì cũng phải chấp nhận với nhau rằng là có những cái giai đoạn rất là khủng hoảng. Là chúng ta thấy rằng là cái âm đạo của chúng ta sẽ bị thâm này. Thứ hai nữa là những cái dịch tiết ở âm đạo sẽ bị khô đi và đương nhiên là chúng ta sẽ giảm những cái khả năng ham muốn về tình dục. Và đối với những cái tình trạng trên ấy thì chúng ta có một số những cái phương pháp có thể cải thiện. Phương pháp mà chúng ta sử dụng tại chỗ, cái phương pháp này sử dụng rất là đơn giản, là chúng ta chỉ cần sử dụng những cái sản phẩm chúng ta thoa trực tiếp tại chỗ vùng sinh dục. Và hiện nay thì cái công trình nghiên cứu về những cái sản phẩm thoa tại chỗ nó có nhiều hơn là so với những cái viên uống. Và so với lại phương pháp phẫu thuật ấy, thì phương pháp này khá là an toàn và tiết kiệm chi phí. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn sau sinh và cho con bú ấy, thì cái người phụ nữ chúng ta không thể dùng những cái thực phẩm chức năng hay là cũng như chúng ta không thể can thiệp phẫu thuật được, mà chúng ta chỉ thay thế bằng cái đường là chúng ta sẽ bôi thoa ngoài tại chỗ. Và đây thực sự là một cái hình thức mà có thể cứu cánh cho những người phụ nữ làm thế nào chúng ta cải thiện được cái đời sống vợ chồng ở trong cái giai đoạn khó khăn này. Hiện nay thì có rất nhiều những cái sản phẩm ở trên thị trường. Tuy nhiên là khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm ấy, chúng ta hãy để ý đến cái nguồn gốc cũng như cái tiêu chuẩn, xem cái sản phẩm đó có đảm bảo hay không. Và một trong những cái sản phẩm mà tôi có thể giới thiệu đến các bạn đó là Tinigel. Thì Tinigel thì có thành phần từ tự nhiên cũng như là xuất xứ từ châu Âu. Và thực tế đã chứng minh rằng rất nhiều những cái phụ nữ đã sử dụng Tinigel và cho thấy rằng kết quả là cải thiện cái đời sống chăn gối trong cái quan hệ vợ chồng. Sản phẩm làm se khít và trẻ hóa vùng kín Tinigel với các thành phần Cúc La Mã là loại thảo dược quen thuộc đã được dùng từ hàng nghìn năm ở châu Âu. Trong cúc La Mã chứa các chất chống viêm và làm lành các tổn thương tại chỗ. Nha đam là một loại thảo dược rất quen thuộc, thường được dùng với tác dụng làm trẻ hóa và làm lành những tổn thương ngoài da. Rất nhiều mỹ phẩm kem dưỡng da có chiết xuất từ loại cây này. Alantoin được chiết xuất từ hoa chuông, mầm lúa mạch và một số nguồn khác. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, thường được dùng để trẻ hóa các mô trong những chế phẩm dược phẩm dùng ngoài hoặc dược mỹ phẩm. Natri hyaluronic, muối của axit hyaluronic, chất có nhiều trong cơ thể như trong ổ khớp, trong tế bào da, trong mô liên kết vân vân, có tác dụng bôi trơn và giữ ẩm mạnh nên được dùng để duy trì độ ẩm cần thiết cho cơ quan sinh dục nữ. Hiệu ứng tuyệt vời của Tinigel có thể được cảm nhận ít phút ngay sau khi bôi và ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Bạn có thể tiết kiệm tiền bạc và tránh các nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, trong khi có thể giải quyết tình trạng giãn âm đạo tự nhiên nhờ Tinigel. Sau hơn 25 năm nghiên cứu ra đời và phát triển, Tinigel với sứ mệnh mang lại hạnh phúc cho hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới. Sản phẩm hiện nay đang được công ty thiết bị y tế Chìa Khóa Vàng phân phối và được ủy quyền bởi Benoston Hy Lạp. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.